Xin chào, chào mừng quý khách đã đến với công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được gửi niệm lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn luôn an vui, thịnh vượng, thành công và hạnh phúc. Hôm nay công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai vừa xong được một bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm nai, gồm 12, 10 món. Bộ bàn ghế này rất là đẹp, vừa kỹ, vừa cẩn thận, vừa sang trọng, vừa lịch sự. Và đây là một bộ bàn ghế mà đặt để trong nhà thì rất là quý. Và trước khi giới thiệu video này thì Hướng Mai xin tặng với khách một câu mà Hướng Mai tâm đắc, đó là người tài giỏi thì sẽ chiến thắng những trò chơi, nhưng mà đầu óc và tinh thần đồng đội và trí óc sẽ giành được chức vô địch. Vậy nên là để làm ra được một bộ bàn ghế này thì cái người tài giỏi, cái người nghệ nhân một mình sẽ không thể nào làm được những cái sản phẩm mà hoàn hảo như thế này, bởi vì nó sẽ rất mất thời gian, mà phải gọi là có tinh thần đồng đội và cái trí tuệ tập thể thì sẽ giành được cái chức vô địch và tạo ra được những cái bộ bàn ghế mà có một không hai, đục hai mặt, và gỗ cẩm nai vân của nó vừa kỹ, vừa chắc chắn, vừa dày dặn, vừa đẹp và hết sức là cẩn thận. Từng đường nét một thì những người nghệ nhân đã đục hết sức là chi tiết, cẩn thận. Và đây là một bộ bàn ghế nghê gỗ cẩm nai cột 12. Kích thước của nó thì rất là vừa vặn để trong một cái ngôi nhà mà khoảng tầm 30 m², 25 m² thì kê rất là đẹp. Và cái đục của cái bộ này thì nghe chính là một cái nhân vật mà được gọi là linh vật linh thiêng trong đời sống văn hóa cộng đồng người Việt, và nghe thì chính là linh vật thuần Việt, bởi vì từ xa xưa thì người Việt đã rất là yêu thích những gọi là nghe ở trong mỗi ngôi nhà, đặc biệt là những cái cánh cửa hay là những ngôi mà linh thiêng thì thường thường có nghê, bởi nghê thì có nét giống sư tử và kỳ lân, nhưng mà mang được thân hình của loài chó. Nghê là sự kết hợp giữa thân chó với đầu kỳ lân và móng vuốt của rồng. Sở dĩ nghê được mang đặc trưng văn hóa của người Việt Nam là vì được hình tượng hóa từ loài chó. Chó thì chính là một nhân vật trung thành, thân thuộc, gần gũi với con người. Chó như là người bạn thân và người đầy tớ trung thành để bảo vệ nhà cửa hay là gia chủ, phòng kẻ gian và chống thú dữ. Khi mà được tạo cái hình chó đá ngày xưa thì những linh vật nghê đã được ra đời với nhiều chi tiết sống động, và hình tượng nghê cũng được khắc họa trên những bộ bàn ghế, tâm điểm chính của gian phòng khách trong mỗi gia đình. Nó mang lại được sự quyền lực cũng như là sự may mắn, và bộ bàn ghế Minh Quốc nghê này có ý nghĩa lớn đối với không gian phòng khách, trái tim của ngôi nhà. Khi đặt để bộ bàn ghế Minh Quốc nghê tại phòng khách thì sẽ giúp cho không khí của ngôi nhà có được cái sự thịnh vượng cũng như là sự thoải mái, sự thư giãn và an toàn, bởi vì ý nghĩa của những con nghê trên đỉnh, trương ghế, tay ghế hay mặt bàn. Mặt bàn là một nơi hội tụ linh khí của đất trời, được đục bốn con vật gọi là Long Ly Quy Phượng, và được một cái hình tròn bát quái hay là hình mặt trời ở giữa. Và đó chính là hình ảnh của một cái bộ bàn ghế mà mang lại được quyền lực cũng như là tài lộc. Hình ảnh tỳ hưu vườn cầu tại nương ghế, đoản ghế có ý nghĩa là mọi việc trong gia đình đều thuận buồm xuôi gió, hanh thông viên mãn tròn đầy, mọi sự như ý và thu hút được rất nhiều tài lộc. Đây là một bộ bàn ghế vừa sang trọng, vừa lịch sự, vừa đẳng cấp và rất là quý, và phải dùng được sức mạnh tập thể, và từng sức mạnh tập thể nhưng mà lại là từng thành viên, mỗi thành viên thì đều tỏa sáng cái sức mạnh của mình, thì từng cái thành viên đó chính là sức mạnh của tập thể, và cái sức mạnh của tập thể đó thì đã tạo ra được những cái bộ bàn ghế vô cùng là giá trị với một cái tâm mà những người nghệ nhân đã thả vào. Chữ tâm độc thế tự mà hay, thành bại hơn thua bởi chữ này, tuổi trẻ gắng tu, già cố giữ, cuộc đời gắn trọn cả vào đây, có tu tâm thì mới tu được nghiệp, và tâm có sáng thì nghiệp mới thành. Hướng Mai xin được chốt lại một cái video rất là tuyệt vời với những bộ bàn ghế mà gỗ cẩm nai vô cùng là
quý để giới thiệu với quý khách và cũng kính chúc quý khách có năm điều chúc sức khỏe, sống lâu, diện mạo đẹp, thành công và trí tuệ. Bất cứ khi nào quan tâm đến các sản phẩm Minh Quốc Nghê mà gỗ hương hoặc là gỗ cẩm nai, gỗ vừa phải thì hãy đến với Hương Mai Center tầng 4. Có rất là nhiều các bộ bàn ghế Minh Quốc vô cùng là đẹp, rất là chất lượng và xuất sắc. Quý khách thấy các video của Hương Mai hữu ích hãy like, comment và chia sẻ. Hương Mai xin được gửi lễ lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách, an vui, hòa hợp, thành công, thịnh vượng và may mắn. Xin được trân trọng biết ơn. Xin chào, xin cảm ơn.